Liên tiếp trong những ngày qua, triều cường dâng cao đã gây ngập sâu nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân trong huyện Đông Hải. Ảnh hưởng nặng nhất là tại thị trấn Gành Hào. Triều cường đã làm ngập sâu nhiều tuyến đường nội ô thị trấn, có nơi nước ngập lên hơn 0,5 mét. Nhiều trụ sở, cơ quan trường học, trung tâm thương mại Gành Hào cũng bị ngập, đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của người dân, việc đến trường học tập vui chơi của các em học sinh. Mỗi ngày triều cường xuất hiện 2 lần vào buổi chiều và gần sáng, gây nhiều khó khăn cho việc mua bán của các tiểu thương ở chợ Gành Hào, do lúc này là thời điểm các tiểu thương đang dọn hàng ra để bán. Tuy nhiên, do có sự chủ động trong việc cơi nới hàng hóa nên ảnh hưởng không đáng kể. Hơi sớm hơn mọi năm. Rồi ảnh hưởng như thế nào đến việc buôn bán của mình? Hơi cực một tí, mà nói chung là nó lúc sớm cũng đỡ. Nó cũng ảnh hưởng nhiều khi nước nó ngập rồi đồ đạc mình để nó thấp nó cũng ảnh hưởng á. Ngập bất ngờ thì nó hư hao, chứ còn đêm nay nó ngập nó hơi nhiều, cái đồ hư hao nhưng mình có cái cảnh giác rồi, để đồ lên cao. Theo nhận định của các ngành chức năng, từ nay đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019, triều cường có khả năng tiếp tục dâng cao do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do đó, khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần đề phòng, chủ động thực hiện những biện pháp bảo vệ sản xuất và tài sản của gia đình, làm giảm đến mức thấp nhất những ảnh hưởng do triều cường gây ra.